Trần Nhật Phong mến chào tất cả các thính giả ở khắp nơi trong chương trình Houston Nhật Ký ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ Nam California. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và như thường lệ, mỗi một ngày vẫn có hai đề tài liên quan tới thời sự. Đề tài đầu tiên vẫn liên quan tới tình hình Trung Đông và Hoa Kỳ. Quý vị, trong ngày hôm qua đã có một cuộc tấn công bằng drone và khiến cho 3 binh sĩ Hoa Kỳ đã bị thiệt mạng tại Trung Đông. Và ngay lập tức là đã có những cái phản ứng khá mạnh. Và điều này đã dẫn tới một cái câu hỏi, liệu Joe Biden có sẵn sàng để mà mở cuộc chiến với Iran hay chưa, sau khi mà Tòa Bạch Ốc bác bỏ rằng vụ tấn công này không có liên quan tới Iran và Iran cũng tuyên bố là họ không có liên quan gì tới vụ này. Quý vị, đây sẽ là một cái biến cố mới và có thể giống như tôi đã từng nói với quý vị là trước ngày 5 tháng 3 rất có thể là sẽ có một cuộc đối đầu quân sự giữa Iran và Hoa Kỳ sau khi mà chính quyền Joe Biden tìm đủ mọi cách tránh né nhưng cũng né không xong, bởi vì những nhóm dân quân hoạt động ở tại Trung Đông hầu hết đều nằm dưới sự bảo trợ của Iran. Ok quý vị, chúng ta liếc qua bản tin trước đi, rồi sau đó chúng ta mới đi vào phân tích xem liệu lần này Biden có né được cuộc chiến với Iran hay không. Biden cho biết Hoa Kỳ sẽ có một cái cuộc phản ứng mạnh sau khi mà có một cái tấn công bằng drone bởi nhóm dân quân do Iran hỗ trợ sát hại 3 binh sĩ của Hoa Kỳ tại Jordan. Bản tin từ Colombia cho biết thì Joe Biden trong ngày thứ Chủ nhật cho biết Hoa Kỳ sẽ phản ứng với lại ba cái chết của 3 binh sĩ Hoa Kỳ bị sát hại và hàng chục người khác đã bị thương trong một cuộc tấn công bằng drone nửa đêm ở tại phía đông bắc của Jordan gần biên giới của Syria. Và Joe Biden đã quy trách nhiệm cho nhóm dân quân do Iran hỗ trợ và nhắm lần đầu tiên vào cái căn cứ của Hoa Kỳ trong vài tháng qua sau khi mà có những nhóm dân quân tại đây tấn công vào lực lượng Hoa Kỳ trên toàn Trung Đông kể từ cái cuộc bùng nổ do Thái và Hamas. Ông Biden đang có mặt ở tại South Carolina đã được hỏi về và ông ta đã yêu cầu mọi người là phải có một phút mặc niệm trong lúc mà ông ta xuất hiện trong một cái nhà thờ Cơ Đốc giáo tại đây. Chúng ta đã có một cái đêm vào tối hôm qua ở Trung Đông, chúng ta mất đi 3 binh sĩ và cuộc tấn công vào căn cứ của chúng ta. Ông ta đã phát biểu như trên và yêu cầu có một phút mặc niệm và cái cuộc gọi là gia tăng về các cái đối đầu quân sự tại khu vực sau khi mà Hoa Kỳ cho biết là họ chưa có kết luận là ai là kẻ tấn công thực hiện cuộc tấn công này và họ nói rằng là một trong những nhóm dân quân do Iran hỗ trợ. Biden đã viết trong một cái bản statement là Hoa Kỳ sẽ buộc tất cả phải chịu trách nhiệm và đây là không còn lựa chọn nào khác. Trong khi đó, ông Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin cho rằng sẽ có những hành động cần thiết để bảo vệ cho Hoa Kỳ, lực lượng của chúng ta và quyền lợi của chúng ta. Iran đã hỗ trợ cho cái phía đông của Syria những chiến binh tại đây và trong đó e ngại các cái cuộc tấn công của Hoa Kỳ khi mà bắt đầu họ tìm cách di tản ra khỏi đây theo tường trình của Omar Abuleya, được xem là một nhà hoạt động ở Âu Châu, người lãnh đạo cái một cái tổ chức truyền thông có tên là Deir Ezzer 24 và ông ta nói với hãng truyền thông tấn AP là khu vực này là khu vực được xem là hoạt động mạnh của nhóm Mayadin và Bokumai. Và trong khi đó thì trung tâm chỉ huy Hoa Kỳ cho biết ít nhất 34 binh sĩ Hoa Kỳ đã bị thương trong một cuộc tấn công bằng drone tự sát, tức là one way attack drone, và 8 cái khác đã bị chặn ở Jordan, và trong đó họ mô tả rằng 8 người khác đã nằm trong cái tình trạng gọi là ổn định. Và cuộc tấn công bằng drone này nhắm vào cái căn cứ ở Jordan được biết là Town 22 và nó nằm dọc theo biên giới của Syria và được xem là nơi có rất nhiều lực lượng binh sĩ can dự vào cái cuộc cái sứ mạng gọi là bà cùng với lại các binh sĩ của Jordan. Trung tâm chỉ huy của Hoa Kỳ ước lượng là nơi đây đang có khoảng 350 binh sĩ lục quân của Hoa Kỳ và không quân đang nằm ở căn cứ này. 3 người đã bị thiệt mạng, hầu hết là những binh sĩ của lục quân theo tường trình của một số giới chức Hoa Kỳ giấu tên cho biết như trên. Và nơi đây thì Jordan đã không có đưa ra cái công bố nhiều. Tuy nhiên thì trong đó là cái nơi mà Hoa Kỳ đã hoạt động và ông Austin cho biết là lực lượng khai triển tới đây làm việc để mà đánh bại nhóm Hồi giáo ISIS và drone này đã rớt gần một cái khu vực ở cái headquarter nơi nằm ngủ của các binh sĩ và họ giải thích cái vấn đề này. Trong khi đó thì lực lượng Hoa Kỳ ở tại căn cứ có tên là Antan ở tại Syria, cách đó khoảng 20 km về phía bắc của cái thị trấn Tower 22 và
Cho nên cho biết là đây là cái nơi mà vận chuyển cho tất cả các cái cơ sở của Hoa Kỳ ở tại Syria. Và trong bản statement đưa ra thì Jordan đã lên tiếng và lên án gay gắt cuộc khủng tấn công khủng bố nhắm vào binh sĩ Hoa Kỳ và mô tả cuộc tấn công bằng trò này nhắm vào một trong những cái khu vực trạm kiểm soát ở gần Syria. Và Jordan vẫn tiếp tục đối phó với khủng bố và tình trạng buôn ma túy cũng như là buôn vũ khí ở trên cái biên giới của Syria và Jordan, và sẽ đối phó với tất cả những cái ai mà có ý định tấn công vào an ninh của vương quốc này. Đây là bản statement từ phía của chính quyền Jordan đã đưa ra. Và lực lượng Hoa Kỳ từ lâu nay đã sử dụng cái căn cứ của Jordan, một vương quốc nằm có biên giới với lại Iraq, Do Thái và lãnh thổ của Palestine ở tại vùng Tây Ngạn. Saudi Arabia và Syria cũng có tương tự như vậy, và có khoảng 3.000 binh sĩ Hoa Kỳ trú đóng ở trên toàn Jordan. Và trong ngày thứ hai thì quý vị, bên cạnh đó thì lướt qua một số những cái thì phía Hoa Kỳ và đã có phản ứng là thời gian gần đây là có những cuộc tấn công này, thì một trong những thành viên đồng minh của ông Joe Biden thì tin rằng chính quyền Joe Biden sẽ có một cái phản ứng đúng mức theo tường trình của ông thượng nghị sĩ Jack Reed của đảng Dân Chủ tại Rhode Island, là chủ người lãnh đạo của cái ủy ban quân sự tại Thượng viện. Trong khi đó thì đảng Cộng Hòa ở tại Hạ viện đã lên tiếng và chỉ trích chính quyền của Joe Biden đã không làm đủ vai trò để bảo vệ cho binh sĩ của mình. Và Biden thì đang có mặt ở tại South Carolina và hiện nay thì họ báo cáo là Syria vẫn nằm trong tình trạng của nội chiến và các nhóm dân quân ở đây hoạt động dưới cái dù của Iran và có cái tên là Islamic Resistance, và trong đó được xem là một trong những nhóm dân quân mà phía nhà nước Iran hỗ trợ. Và quý vị, cùng một lượt thì Iran tuyên bố là họ không có dính dự gì tới cái cuộc tấn công này. Đây là cái bản tuyên bố mới nhất của Iran. Iran cho biết họ không có liên hệ gì tới cuộc tấn công bằng drone ở tại Jordan đã sát hại binh sĩ của Hoa Kỳ. Iran xem ra cái việc mà tấn công vào cả sát hại 3 binh sĩ của Hoa Kỳ tại phía đông bắc của Jordan gần ở Syria là vô căn cứ khi mà cáo buộc đối với họ. Và phát ngôn viên có tên gọi là Nasser Kanaani đã cho biết ngày thứ hai, Kanaani nói rằng vẫn tiếp tục nói rằng là các cuộc không tập của Hoa Kỳ ở Syria và Iraq cũng như là cuộc chiến tại Gaza là nguồn cơ của cái vấn đề này. Trong khi đó thì ông Jordan đã quy trách nhiệm cho nhóm dân quân ở tại đây đã tấn công, và lần đầu tiên thì đã có các binh sĩ Hoa Kỳ bị thiệt mạng. Và ông Kanaani nói rằng nhóm dân quân kháng chiến này không hề nhận lệnh từ nhà nước Hồi giáo. Trước đó thì một đại sứ của Iran ở tại Liên Hợp Quốc đã đưa ra một bản statement báo động là Iran không có liên hệ gì và không có và có liên can gì tới cái vụ tấn công của căn cứ quân sự Hoa Kỳ. Và cuộc tấn công này đã gia tăng kể từ khi mà cuộc bùng nổ tại Trung Đông giữa nhóm dân quân Hồi giáo Hamas và Do Thái từ ngày 7 tháng 10. Quý vị, như vậy thì chúng ta đã thấy rõ, đây là lần thứ hai binh sĩ Hoa Kỳ đã bị thiệt mạng. Lần thứ nhất năm 2021 vào tháng 8, khi mà Jordan quyết định rút lui một cách vội vã ra chiến trường Afghanistan, 13 binh sĩ của thủy quân lục chiến Hoa Kỳ đã bị thiệt mạng bởi vì họ được lệnh không được can dự chuyện bên ngoài và chỉ bảo vệ cái tuyến đường từ tòa đại sứ Hoa Kỳ tới phi trường Kabul. Tháng 8 năm 2021, và vụ đó tới ngày hôm nay vẫn chưa có một kẻ nào lên tiếng nhận trách nhiệm cho cái chết của binh sĩ Hoa Kỳ. Lần này quý vị, họ tấn công bằng drone thẳng vào căn cứ quân sự của Hoa Kỳ tại Jordan. Jordan được xem là một quốc gia đồng minh của Hoa Kỳ, nơi có lực lượng quân sự Hoa Kỳ trú đóng tại đây với cái nhiệm vụ là chống lại nhà nước Hồi giáo ISIS. Thì quý vị, lần này thì Joe Biden đã phải đối diện với một cái áp lực mới, là bởi vì ông ta sẽ không còn tránh né được việc đối đầu với Iran, bởi vì tất cả các nhóm dân quân tại đây đã hầu hết đều nằm dưới sự bảo trợ của Iran, và Iran là cái quốc gia hỗ trợ cho những nhóm dân quân tại đây nhắm vào lực lượng của Hoa Kỳ và đồng minh. Như vậy thì giống như tôi đã nói trước đây, là trước sau gì Joe Biden sẽ không né được cái cuộc chiến này, bởi vì cái cuộc chiến bùng nổ của Do Thái và Hamas đã dẫn tới một cái sự gọi là vạch rơi ra tất cả những cái chấp vá trong các cái chính sách mà Joe Biden đã áp dụng tại Trung Đông. Chính sách, tôi gọi là chính sách chấp vá, ông ta không có một cái chiến lược để giải quyết toàn bộ hòa bình tại Trung Đông, mà ông ta chỉ chấp vá, nâng bên này một chút, giúp bên kia một chút, và ông ta không có một cái thái độ lập trường rõ ràng. Và quý vị biết ngày hôm nay là Joe Biden đã bắt đầu áp lực và suy nghĩ tới chuyện ngưng cung cấp vũ khí cho Do Thái, để mà gọi là giải quyết cái vấn đề gọi là ngưng bắn tại dải Gaza.
Có nghĩa là Joe Biden cho tới giờ phút này, ông ta đang đối diện với một cái thách thức rất lớn. Một là phải cứng rắn hoàn toàn đối với Iran để dập tắt và để ngăn chặn cái cuộc chiến ở tại Trung Đông bùng nổ. Hiện nay gần như là các nhóm dân quân tại khu vực này đã tăng cường hoạt động rất nhiều kể từ khi có cuộc đối đầu giữa Hamas và Do Thái. Thì quý vị, họ tăng cường hết tất cả các hoạt động, và từ Hồng Hải thì họ đã bắn các cái hỏa tiễn từ ở Yemen vào các cái tàu di chuyển qua đây, bất kể tàu đó là của nước nào. Kể cả Nga và Trung Quốc hậu thuẫn cho Iran, Iran thì hậu thuẫn cho họ thì họ thì cũng không tha. Họ vẫn bắn vào những cái tàu di chuyển của đây của Nga và đe dọa tới cái các cái tàu của Trung Quốc. Rồi quý vị, bên cạnh đó thì nhóm Hồi giáo hoạt động ở tại Syria, Iraq thì liên tục đã tấn công vào các vị trí của Hoa Kỳ. Nơi đây là nơi mà Hoa Kỳ chống lại nhóm Hồi giáo ISIS. Nhóm Hồi giáo ISIS được xem là vừa là kẻ thù của Iran, vừa là kẻ thù của khối Tây Phương. Thì bây giờ nhóm Hồi giáo ISIS lại không ngóc đầu hoạt động nổi tại đây. Thì tới phiên các nhóm dân quân Shiite do nhà nước Iran hỗ trợ tăng cường tấn công tại đây. Và quý vị, chưa hết. Rồi nhóm Hồi giáo Hezbollah ở tại miền Nam Lebanon vẫn tiếp tục tấn công vào các vị trí của Do Thái. Có nghĩa là tất cả những cái nhóm dân quân vệ tinh của Iran đang maximize hoạt động của họ. Tức là đang tăng cường hoạt động của họ với cái danh nghĩa là buộc Do Thái phải ngưng chiến tại dải Gaza. Có nghĩa là nhóm Hồi giáo Hamas là một nhóm Hồi giáo chủ lực. Mặc dù không phải là cái nhóm lãnh đạo của tất cả những nhóm dân quân này, nhưng nó được xem là bán lãnh đạo của các nhóm dân quân chống Hoa Kỳ và Do Thái. Và nhóm này bây giờ đang bị uy hiếp ở tại dải Gaza. Gần như là nhóm này bây giờ đã bị đánh bật ra khỏi phía bắc của dải Gaza. Còn phía nam thì bây giờ họ đang đề nghị họ sẽ trả tự do cho con tin với điều kiện là Do Thái phải ngưng lại các cuộc tấn công và rút ra khỏi dải Gaza. Có nghĩa là họ đang tăng cường áp lực các cuộc tấn công này để ép chính quyền Joe Biden là phải chấm dứt việc hỗ trợ cho Do Thái trong cuộc chiến tại dải Gaza. Tuy nhiên thì quý vị, tôi đã nói rồi, Do Thái là quyền lợi cốt lõi của Hoa Kỳ. Joe Biden không thể đi ngược điều này được. Ông ta có thể áp lực Do Thái một phần nào, nhưng về mặt chính danh và về mặt quy tắc là Hoa Kỳ tuyệt đối ủng hộ cho Do Thái. Thì quý vị, lần này Joe Biden sẽ không thoát khỏi một cái cuộc đối đầu với Iran, bởi vì những nhóm dân quân này hầu hết do Iran bảo trợ. Bây giờ Iran lật đật tuyên bố họ không có ra lệnh cho các cái nhóm dân quân ở đây tấn công. Như vậy rõ ràng là trước đây những nhóm dân quân này tấn công là có sự bật đèn xanh của Iran. Lần này gây hại cho sinh mạng của binh sĩ Hoa Kỳ. Joe Biden không thoát được. Joe Biden sẽ không thoát được cái áp lực của công chúng Hoa Kỳ. Quý vị thấy là bên phía Đảng Cộng Hòa đã lên án gay gắt và kêu gọi Joe Biden là phải có một thái độ với Iran. Tại vì Iran là quốc gia chủ chốt gây nguy hiểm cho binh sĩ Hoa Kỳ. Quý vị, những lần trước tấn công chỉ gây thương tích nhẹ cho binh sĩ Hoa Kỳ. Joe Biden có thể tự chế được từ cái vụ tấn công ở Iraq, ở Syria thì coi như là chưa có binh sĩ nào bị thiệt mạng. Joe Biden còn tự chế được. Nhưng lần này quý vị, 3 binh sĩ Hoa Kỳ đã bị thiệt mạng. Có nghĩa là lần này Joe Biden phải giải quyết câu chuyện. Joe Biden và Lloyd Austin phải giải quyết câu chuyện, không tránh né được nữa. Và những nhóm dân quân này đều hoạt động dưới sự hỗ trợ quân sự của Iran. Tất cả vũ khí của họ, tất cả tròn của họ, tất cả những cái hỏa tiễn và đạn pháo kích của họ đều có nguồn gốc xuất phát từ Iran. Do đó, lần này quý vị, Joe Biden có vẻ như không tránh né được, và giống như tôi nói, cuộc đối đầu với Iran sẽ xảy ra. Và sẽ xảy ra sớm. Có nghĩa là nếu Joe Biden còn lừng khừng trong vấn đề mà dứt khoát không có một cái thái độ rõ ràng trong vấn đề bảo vệ cho sinh mạng binh sĩ Hoa Kỳ ở tại khu vực này, thì quý vị, ông ta sẽ phải đối diện với một cái áp lực rất lớn từ Quốc hội Hoa Kỳ. Bây giờ, bên phía của bảo thủ Hoa Kỳ, tức là phe cứng rắn, thì nhất định là phải có một thái độ cứng rắn với Iran, tức là phe bảo Cộng Hòa. Ngược lại, bên phe Dân Chủ thì những người mà ủng hộ cho Do Thái thì vẫn tiếp tục áp lực Joe Biden duy trì sự ủng hộ cho Do Thái. Trong khi đó, nhóm cực tả núp bóng ở trong đảng Dân Chủ
thì đang tăng cường áp lực buộc Joe Biden là cắt bỏ nguồn tài trợ cho Do Thái và yêu cầu phải ngưng bắn tại dải Gaza. Thì quý vị, rõ ràng Joe Biden đang phải chịu áp lực từ trong đảng Dân Chủ. Và lần này thì tôi nghĩ rằng là sẽ không tránh khỏi. Bởi vì khi mà phát hiện ra nhóm dân quân nào tấn công, thì quý vị, nhóm dân quân đó là những nhóm dân quân trốn ở trong các cái hang núi. Bây giờ có truy sát họ đi nữa thì cùng lắm mở một vài cái cuộc tấn công bằng drone để mà sát hại một số binh sĩ hay là chỉ huy trưởng của họ thôi. Nhưng mà hành động này vẫn không đầy đủ, bởi vì đã có sinh mạng binh sĩ Hoa Kỳ bị thiệt mạng. Do đó, chỉ tấn công trả đũa, Joe Biden sẽ không đáp ứng được cái áp lực từ phía công chúng Hoa Kỳ. Mà phải giải quyết dứt điểm luôn nhóm dân quân này là ít nhất. Còn nếu không là phải đập đầu rắn, tức là phải tấn công Iran. Tôi đã nói rồi, cuộc chiến với Iran sẽ không tránh khỏi. Bởi vì thứ nhất là Iran đang maximize tất cả mạng lưới dân quân của họ để mà gây áp lực với lại phía của Do Thái và gây áp lực với Hoa Kỳ. Thứ hai, Iran đang trên đường làm giàu chất uranium và chỉ còn vài tháng nữa họ đủ chất uranium chế tạo bom nguyên tử. Và thứ ba, sự liên kết mở đường của Iran cho Trung Quốc và Nga gây ảnh hưởng tại Trung Đông. Đây là ba lý do mà Hoa Kỳ không còn cách nào khác. Phải chặn đứng tất cả những cái tầm ảnh hưởng của Iran. Mà chặn đứng bằng cách nào quý vị? Bây giờ chỉ có một cuộc chiến đối đầu quân sự, lật đổ chế độ Iran. Đây là giải pháp duy nhất để có thể giải quyết được bài toán của Trung Đông. Còn nếu như bây giờ mà tiếp tục tránh né, tấn công xong rồi trả đũa, thì quý vị sẽ không giải quyết được vấn đề này. Và trong thời gian sắp tới sẽ có thêm nhiều sinh mạng binh sĩ Hoa Kỳ bị thiệt mạng. Không phải chỉ có ba người này. Mà không những binh sĩ Hoa Kỳ bị thiệt mạng, mà sinh mạng của công dân Hoa Kỳ ở khắp nơi trên thế giới, bao gồm cả ở Trung Đông, cũng sẽ bị đe dọa. Sinh mạng của tất cả những người cầm cái passport Hoa Kỳ sẽ bị đe dọa. Họ sẽ bị bắt cóc, họ sẽ bị sát hại, họ sẽ bị sách nhiễu bởi những quốc gia hoặc là những nhóm dân quân ở tại Trung Đông. Do đó, ở những cái yếu tố này bắt buộc Joe Biden phải mở cuộc chiến với Iran. Tức là ông ta bắt buộc phải xóa bỏ tất cả những chính sách của Obama. Chính sách của Obama trước đây là phải kết nối lại với Iran để giúp cho Obama duy trì cái bản sắc của ông ta và cái ID của ông ta, tức là cái công trạng của ông ta mà ông ta coi là công trạng khi mà ông ta ký với lại Iran trong cái hiệp ước JCPOA, là cái hiệp ước mà giới hạn nguyên tử với Iran. Thì quý vị, cái việc này không còn cứu vãn nữa. Joe Biden sẽ không còn chọn lựa. Nếu như không, chính ông ta sẽ gặp vấn đề tại Hoa Kỳ. Mức điểm của ông ta đã được xem là thấp nhất từ thời mà ông Harry Truman tới bây giờ. Có thể nói rằng cái mức điểm ủng hộ của ông ta rất thấp và cái mức mà disapprove với ông ta bây giờ lên tới 58%, tức là cái mức mà gọi là không đồng ý ông ta trong vai trò tổng thống đã lên tới 58%. Quý vị, Joe Biden không còn chọn lựa nào khác. Với thứ nhất là sự đe dọa gây ảnh hưởng của Nga và Trung Quốc tại Trung Đông. Thứ hai, Iran sở hữu vũ khí nguyên tử. Và thứ ba là tiềm năng đe dọa sẽ có thêm sinh mạng của binh sĩ Hoa Kỳ, công dân Hoa Kỳ bị đe dọa, bị giết chết. Do đó, những lý do này, Joe Biden không còn chọn lựa. Bây giờ ông ta có lừng khừng, ông ta có tuyên bố mạnh mà không có một hành động nào, thì chính ông ta cũng sẽ bị vấn đề tại Hoa Kỳ. Nhất là đang có cái cuộc đàn hạch đối với ông ta. Phía Đảng Cộng Hòa đang tiến hành một tiến trình đàn hạch với ông ta. Ông ta không những là mất đi cái lời thề cam kết bảo vệ cho sinh mạng và tài sản của công dân Hoa Kỳ và binh sĩ Hoa Kỳ khắp nơi trên thế giới. Vụ Afghanistan, 13 binh sĩ thủy quân lục chiến, vẫn chưa có kẻ lên tiếng nhận trách nhiệm, vẫn chưa có kẻ bị truy tố ra tòa vì tội thất trách trong việc mà 13 binh sĩ Hoa Kỳ đã bị thiệt mạng tại Afghanistan. Quý vị, hơn 2 năm rồi. Thì quý vị, những việc này sẽ được cộng lại.
Và đây là lần đầu tiên kể từ thời của Obama cho tới thời của ông Trump, chưa có binh sĩ nào của Hoa Kỳ bị thiệt mạng cả. Ngay dưới thời của Joe Biden là đã có nhiều binh sĩ Hoa Kỳ bị thiệt mạng và các vị trí Hoa Kỳ bị đe dọa tấn công và bị tấn công liên tục. Quý vị thấy ở Syria, ở Iraq, hơn 100 lần đã tấn công rồi. Họ tấn công các vị trí Hoa Kỳ hơn 100 lần rồi. Iraq dưới thời của Joe Biden đang đục địch muốn quân đội Hoa Kỳ rời khỏi Iraq. Và cái cuộc xung đột của Hamas và Do Thái cho thấy rằng chính quyền của Joe Biden bây giờ không còn chọn lựa, tại vì tất cả tập trung vào Iran. Đây là quốc gia chủ chốt đã gây ra nhiều bất ổn tại Trung Đông. Họ tài trợ cho tất cả những nhóm dân quân ở khu vực này. Do đó, phải đập đầu con rắn. Con rắn này có nhiều cái mạng lưới của nó, chứ không phải là một con rắn bình thường. Do đó, lần này quý vị, Joe Biden sẽ không thoát được. Dù bây giờ ông ta tránh né và tòa bà đốc tuyên bố, ô, vụ tấn công này không liên can tới Iran. Nhưng tới khi mà cơ quan tình báo Mossad của Do Thái hay là MI6 của Anh bất ngờ đưa ra chứng minh rằng Iran đã có hỗ trợ, Iran đã có ngầm trả lệnh, thì quý vị, lúc đó Joe Biden không còn chọn lựa. Lúc đó Joe Biden không còn chọn lựa. Vụ tấn công của nhóm Houthi ở tại Hồng Hải đang là một cái vấn đề cho thấy là Joe Biden cũng phải tấn công Iran thôi. Tại vì nhóm này hầu hết vũ khí của họ sử dụng đều là sử dụng từ cái nguồn cung cấp ở Iran. Houthi chưa xong, bây giờ tới ngay trên lãnh thổ của một quốc gia đồng minh của Hoa Kỳ là Joe Biden. Quý vị, từ xưa tới nay họ chỉ tấn công vào các vị trí của Hoa Kỳ ở Syria và ở Iraq thôi, mà cũng không gây thiệt mạng cho binh sĩ. Cùng lắm có vài người bị thương thôi. Nhưng lần này, ngay trên lãnh thổ Joe Biden, ngay trên cái căn cứ quân sự của Hoa Kỳ tại Joe Biden, thì quý vị, họ biết được những căn cứ này là nhờ những cái drone giám sát, nhờ cái hệ thống sensor radar ở đâu mà nhóm Hồi giáo này có. Ở đâu mà nhóm Hồi giáo này có? Họ có là cái thông tin do giới tình báo của Iran cung cấp. Họ có, giới tình báo Iran có đầy đủ tất cả những cái hệ thống sensor radar để biết được những vị trí của Hoa Kỳ. Do đó quý vị, Iran tuy rằng là không trực tiếp ra lệnh cho cuộc tấn công này, nhưng Iran đã tài trợ rất nhiều những thiết bị, những dụng cụ, vũ khí và phương tiện cho những nhóm Hồi giáo này hoạt động và tấn công vào Hoa Kỳ. Do đó lần này quý vị, tôi dự đoán Joe Biden có né cũng né không nổi. Trước sau gì, từ eo biển Hormuz, các tàu chiến của Hoa Kỳ, các khu trục hạm của Hoa Kỳ, các hàng không mẫu hạm của Hoa Kỳ phải có mặt tại đây và sẽ dội bom vào Iran. Phải dội bom vào Iran, không còn cách nào khác. Nếu như không, quý vị, kéo thêm một thời gian nữa, Iran có được vũ khí nguyên tử và các nhóm dân quân tại đây lại gây thiệt mạng thêm sinh mạng của binh sĩ Hoa Kỳ. Và Trung Quốc và Nga vẫn tiếp tục sử dụng cái biến động tại Trung Đông để bắt đầu gây ảnh hưởng tới các đồng minh đối tác của Hoa Kỳ. Từ Saudi Arabia cho tới Vương quốc Ả Rập Thống Nhất đang có cái khuynh hướng là mở rộng quan hệ của họ với Nga và với Trung Quốc. Do đó, Joe Biden dù muốn dù không, ông ta phải tấn công Iran. Còn bây giờ mà dùng tất cả lý do ABCD để né cuộc chiến này thì coi như ông ta chấm dứt. Ông ta chấm dứt, ông ta đã bị xem là một ông tổng thống thiếu trách nhiệm. Từ cái vụ Afghanistan cho tới bây giờ có thêm vụ ở Jordan, ba binh sĩ Hoa Kỳ đã bị thiệt mạng. Quý vị, thời của Obama, lực lượng nhà nước Hồi giáo ISIS trỗi dậy, chiếm nhiều vùng lãnh thổ của Syria, của Iraq để thành lập đế chế Hồi giáo. Trong lúc mà lực lượng binh sĩ Hoa Kỳ cũng đang có mặt tại Iraq, vẫn chưa có sinh mạng của một binh sĩ Hoa Kỳ nào bị thiệt mạng. Chưa có. Thậm chí là cái cuộc ám sát Osama Bin Laden tại Pakistan cũng không có một binh sĩ Hoa Kỳ nào bị thiệt mạng cả. Thời của ông Trump thì khỏi nói rồi. Thời của ông Trump là ông đưa chính sách tối đa bảo vệ cho sinh mạng của binh sĩ Hoa Kỳ. Thì quý vị, riêng tới thời Joe Biden thì liên tục binh sĩ Hoa Kỳ đã bị đe dọa tính mạng.
cái này nó còn ảnh hưởng tới tâm lý của binh sĩ nữa, chứ không phải đơn giản chỉ là cái tình hình ở phía trước. Binh sĩ họ có cảm giác rằng họ thiếu một cái trách nhiệm từ vị tổng tư lệnh, nhất là những binh sĩ đang trú đóng tại Iraq và Syria cũng như tại Jordan. Họ sẽ đặt câu hỏi, như vậy thì sinh mạng của chúng tôi, tổng thống có quan tâm hay không? Tổng tư lệnh quân đội có quan tâm hay không? Rồi sẽ chúng tôi có phải là những mục tiêu kế tiếp bị sát hại hay không? Quý vị, nó còn ảnh hưởng tới toàn bộ cái tâm lý của binh sĩ Hoa Kỳ đang trú đóng ở hải ngoại nữa. Họ có cảm giác rằng Joe Biden sẵn sàng bỏ rơi họ và không quan tâm tới sinh mạng của họ. Do đó quý vị, với những cái lý do mà tôi vừa nêu ra, dù Joe Biden có né cỡ nào đi nữa, ông ta cũng phải đứng trước Iran và đối đầu với Iran. Đối đầu bằng quân sự, chứ không phải bằng những cái ngôn ngữ, bằng trên mặt trận ngoại giao chính trị nữa. Tại vì mặt trận ngoại giao chính trị nói bằng cái miệng không đó, không có một nước nào nó sợ cả. Không có một nước nào họ sợ cả. Phải đối đầu bằng quân sự. Nhưng đối đầu bằng quân sự trong giai đoạn này thì chính Joe Biden đang đẩy ông ta vào nguy hiểm và sinh mạng của binh sĩ Hoa Kỳ vào nguy hiểm. Lần này ông ta đối đầu với Iran, sẽ có bao nhiêu quốc gia đồng minh của Hoa Kỳ tại Âu Châu đồng ý đứng chung với ông ta để tấn công Iran? Phản ứng của Nga và Trung Quốc, kể cả Bắc Hàn, khi mà ông ta đưa quân tấn công trực tiếp vào Iran, thì quý vị, coi như lần này là trước ngày 5 tây tháng 3, tức là trước ngày Super Tuesday, tôi không nghĩ rằng là ông ta còn chọn lựa nào khác. Và nếu như ông ta khởi động cuộc tấn công Iran, thì chính ông ta là người đã châm ngòi cho đệ tam thế chiến. Ông ta là người châm ngòi cho đệ tam thế chiến. Và lần này, cuộc chiến nó khốc liệt hơn rất là nhiều. Bởi vì các thế lực không phải là khủng bố không, mà còn các cường quốc về quân sự, về kinh tế nữa. Joe Biden đang đứng trước một cái, có thể nói rằng là ông ta phải đứng trước một cái quyết định. Mà cái quyết định này, dân chúng Hoa Kỳ sẽ đánh giá. Ông ta là một ông tổng thống có trách nhiệm với sinh mạng binh sĩ và người dân Hoa Kỳ, hay ông ta vẫn tiếp tục cái khuynh hướng toàn cầu hóa, không coi sinh mạng của người dân Hoa Kỳ và binh sĩ Hoa Kỳ ra cái gì? Ông ta nói ông ta sẽ phản ứng, tôi chưa biết mức độ phản ứng là như thế nào. Tấn công trả đũa giống như tấn công vào nhóm Hồi giáo Houthi, hay là một số cái cuộc tấn công trả đũa vào các cái nhóm dân quân ở biên giới của Syria và Iraq. Tức là ông ta cũng chỉ tấn công cái ngọn, còn cái gốc ông ta để nguyên. Trong khi đó cái gốc là nguồn cơ gây nguy hiểm cho sinh mạng và tài sản của Hoa Kỳ, cũng như quyền lợi của Hoa Kỳ. Quý vị, ai cũng thấy rõ, cái gốc là Iran. Vấn đề còn lại là Joe Biden sẽ tiếp tục duy trì cái thái độ gọi là lấp lửng như bây giờ, tức là mơ hồ như bây giờ, hay ông ta sẽ đi tới cái quyết định. Chúng ta có thể nói là chờ xem ngày hôm nay cho tới 2 ngày nữa, khi mà Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ phát hiện ra được cái nhóm dân quân nào tấn công và xử lý như thế nào. Lúc đó quý vị, chúng ta sẽ thấy rõ là Joe Biden tiếp tục tránh né hay phải đối đầu với Iran. Ok quý vị, đó là cái bài phân tích của tôi liên quan tới cái tình hình mà các binh sĩ Hoa Kỳ đã bị thiệt mạng lần đầu tiên trong 3 năm ở dưới triều đại của Joe Biden. 2021, 13 binh sĩ thủy quân lục chiến, 2024 lại có thêm 3 binh sĩ của lực lượng lục quân Hoa Kỳ đã mất mạng vì ông tổng thống bất tài và nhu nhược này. Và sẽ còn thêm bao nhiêu binh sĩ Hoa Kỳ đối diện với nguy hiểm dưới cái quyền gọi là tổng tư lệnh của ông ta. Cảm ơn tất cả các khán giả rất là nhiều cho bài nói chuyện này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả các khán giả ở khắp nơi trong chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán thính giả và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye!